HP shop thành Nhật Bản, đây là dòng Brother khách sẽ là 5240 nha. Bị lỗi chớp đèn mực, bị lỗi là cháy sáng đèn mực và đèn đỏ status. Dòng tháo ra kiểm tra nha. Máy rất là dơ nha các bạn. Đây là cái hộp kèn của Roder, chắc là 5240 nha các bạn. Hộp kèn. Đây là cáp nó xuống đây. Đây là cụm sấy. Đây là hộp kèn của Roder HL 5240 nha các bạn.